chào đón chú Hoàng Dũng nào.
giờ chú Hoàng Dũng của mình lên bậc thứ mấy được, em có nhớ không? Bậc thứ mấy rồi? À, lên bậc thứ ba rồi. Ba lần thay đổi rồi, bây giờ sẽ lên cao hơn nữa nè. Khi mà chú Hoàng Dũng của mình đứng thẳng lên rồi, vỗ tay to lên nào. Và bây giờ thì trong tư thế thăng bằng này, nghệ sĩ Hoàng Dũng sẽ kết hợp cùng với hai chiếc vòng để biểu diễn phục vụ cho quý vị chúng ta tiết mục này hấp dẫn và hồi hộp hơn. Chú Hoàng Dũng sẽ dứt lên hết tất cả những dụng cụ biểu diễn của mình nè, con lăn nè và
chị cùng với các em đếm xem là có bao nhiêu bậc ca mà chú Hoàng Dũng đứng ở trên đó nha. Và với tiết mục này thì nghệ sĩ Hoàng Dũng đã biểu diễn rất là nhiều nước trên thế giới và nhận được rất là nhiều tình cảm của khán giả. Chúng ta đừng quên hướng về sân khấu và thưởng thức tiết mục đặc biệt nhất của nghệ sĩ Hoàng Dũng ạ. Xin mời tất cả quý vị và các em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.